Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 4 âm lịch, các cung đường hướng về miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam khen kính khách hành hương. Mọi người đến đây để được hòa mình trong không khí linh thiêng của nơi phát tích huyền thoại về Bà Chúa Xứ, được sống trong không khí rộn ràng, tươi vui của mùa lễ hội và tìm hiểu về những nhân vật có công khai mở, trấn giữ vùng đất biên thùy Tân Cương Châu Đốc thổi nào. Lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam, một trong những lễ hội lớn nhất và nổi tiếng nhất ở miền Nam Việt Nam, thu hút hàng triệu du khách người dân đến tham dự lễ hội. Mỗi người có một tâm nguyện riêng, song lòng thành dẫn hướng đến cầu mong bình an và hạnh phúc. Thì qua thông tin báo đài thì cũng được biết đến lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam và đến đây để cầu nguyện cho gia đình cuộc sống ấm no sung túc. Cô thấy không khí lễ hội ở đây rất là sôi nổi. Riêng cô bản thân cô là năm nào cô cũng về đây để với bà. Cô thấy không khí đây là rất là tưng bừng và khởi sắc. Tôi thấy lễ hội với bà là rất nhộn nhịp. Mà tôi đi năm nào cũng đi là tôi tin tưởng bà. Năm nào tôi đi tôi về tôi cũng mừng ăn khoắn lên hết trơn. Lễ hội không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính đối với Bà Chúa Xứ, mà còn là một sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của người dân địa phương. Dạ, em rất là vinh dự vì đây là năm thứ ba được tham gia vào vai diễn cô đồng, được tham gia lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam này. Thì em rất là vinh dự và rất là lúc nào cũng rất là lo lắng và bồn chồn. Để một năm em chỉ dành cho thời gian để diễn cái show này rất là nhiều luôn, em tập luyện đã rất là nhiều rồi. Em cảm thấy rất là may mắn và bản thân em cũng thấy bản thân mình phải có trách nhiệm rất là lớn để mà hoàn thành tốt vai diễn. Bên cạnh phần lễ độc đáo, phần hội của lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam là một sự kiện đầy màu sắc và sôi động, nơi văn hóa và tín ngưỡng hội tụ phản ánh sự đa dạng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Chăm, Qua và Khmer. Từ khi được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là lễ hội cấp quốc gia, phần hội của lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam đã trở thành một phần không thể thiếu với sự đầu tư và tổ chức ngày càng công phu và quy mô hơn. Đặc biệt năm 2024 này, nhân kỷ niệm 10 năm được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức với quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như triển lãm ảnh nghệ thuật, tuần lễ văn hóa văn nghệ, hội thi thả đèn qua đăng, gian hàng ẩm thực phục vụ lễ hội, giải diệt giả cung đường đỉnh núi Sam lần 1, diễu hành lân sư rồng. Với chủ đề tưng bừng khai hội non sông, lễ hội đường phố với sự tham gia của 300 em học sinh các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã mang đến không khí sôi động với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào 4 dân tộc Kinh, Chăm, Qua, Khmer đang sinh sống trên mảnh đất này. Lễ hội với bà càng thêm tưng bừng rộn ràng khi có gần 100 đội lân sư rồng từ khắp nơi đổ về. Không thù lao, thậm chí không có lời mời nào, nhưng mỗi năm, những chú lân sư rồng đầy màu sắc và rộn ràng tiếng chiêng trống này lại tìm về biểu diễn trong lễ hội với bà. Trước là cảm tạ ơn Bà Chúa Xứ đã ban cho một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi và cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Sau là góp phần đem đến một điểm nhấn vui tươi cho lễ hội đặc sắc của đất nước mình. Đặc biệt, tại lễ khai hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam, ban tổ chức lễ hội đã chiêu đãi khán giả và du khách bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời bằng 300 thiết bị bay công nghệ drone mang trên những ánh sáng tạo hình với các dòng chữ Lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, Châu Đốc, An Giang, ông Thoại Ngọc Hầu, bệ đá ngự kiệu rước bà, cùng với hình tượng Bà Chúa Xứ, miếu bà, cổng chào khu du lịch quốc gia Núi Sam, kênh Vĩnh Tế, đình Châu Phú, chợ Châu Đốc, cầu Châu Đốc. Màn biểu diễn trên không của các vũ công drone trở thành đại tiệc ánh sáng quy mô quanh tráng và hiện đại, làm mãn nhãn và hài lòng du khách, góp thêm phần lung linh cho mùa lễ hội năm nay.